Đứa con vô tâm. Mẹ ơi, cho con xin tiền mua thêm mấy bộ quần áo. Tết đến nơi rồi, mà mẹ xem, con xấu xí quê mùa chứ này. Nhưng trong tủ của con còn mấy bộ, vẫn còn mới lắm mà. Toàn hàng đổ đống, mấy chục ngàn một cái. Tại mẹ mua cho con thôi, chứ không đời nào con mua. Mẹ thấy đấy, bạn con toàn mặc đồ hiệu, một cái quần của nó bằng cả chiếc xe máy con đang đi. Con xin mẹ đấy, cho con tiền mua vài bộ đi. Thế bao nhiêu? 5 triệu. Nhưng bây giờ làm sao mẹ có 5 triệu cho con được? Nhà mình nghèo, con xem, Tết nhất đến nơi rồi mà nhà mình có sắm sửa được gì đâu. Mẹ hay thật, cái nhà mình thì có vác ra đường được không? Còn cái mặt con này, ngày nào cũng phải gặp lũ bạn, ăn mặc như con bây giờ xấu hổ chết đi được. Nhưng mẹ thật sự không có tiền. Con không biết, nếu mẹ không cho con thì con sẽ đi, chứ sống ở ngôi nhà mục nát này chán lắm rồi. Thôi được rồi, con cho mẹ một tuần được không? Thôi được, một tuần, vậy mẹ nhớ nhé. Ông ơi, sao ông nỡ bỏ tôi đi sớm vậy? Trước khi mất, ông dặn tôi phải chăm sóc con chu đáo cho bằng bạn bằng bè. Nhưng sao tôi khổ thế này? Muộn rồi, bác về nghỉ đi, mai làm tiếp cũng được. Không, tôi muốn kiếm thêm chút ít để lo cái Tết cho gia đình bác ạ. Có thế nào thì xạo thế ấy thôi. Bác làm cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Tôi không sao đâu. Lại trứng. Hôm qua trứng luộc, hôm nay trứng chiên. Hôm qua canh bí, hôm nay canh bầu. Mẹ, bảo thế thì nuốt trôi sao nổi. Sao mẹ dè sáng thế? Chi tiêu thoáng một chút có được không? Con cần bồi bổ để lấy sức học hành chứ. Mẹ... Xem như vậy, mẹ vẫn còn thương con. Hôm nay có thịt và canh cá, khá hơn hôm qua. Nhưng sao ít vậy mẹ? À, hồi nãy mẹ hơi đói nên ăn trước một phần rồi. Phần đó là của con. Mẹ ăn cơm à? Ừ, mẹ làm đêm nên mẹ thấy đói. Hôm nay đúng một tuần rồi đấy, mẹ có tiền cho con chưa? Mẹ có rồi, nhưng con phải tiêu cho thật đúng đấy. Mẹ lôi thôi quá. Tiêu thì có gì mà không đúng. Mà mẹ tài thật đấy, một tuần đã kiếm được 5 triệu. Đó là số tiền mẹ dành dụm cho Tết này và số tiền những ngày qua mẹ đi làm có được. Thôi thì tất cả vì con, chỉ mong con biết quý trọng nó. Thôi, mẹ đừng giáo huấn nữa, tiền của con đâu? Đây, con cầm lấy. Sao toàn bạc lẻ thế này? Thì có bao nhiêu, mẹ đã cho con tất cả rồi. Mà thôi cũng được, con đi đây. Mẹ sao thế? Không lẽ mẹ không muốn cho con tiền mà phải giả bệnh thế? Vậy mẹ giữ lại đi, con không cần nữa. À không, mẹ đau bụng xíu thôi, lát nó hết. Không sao đâu, con yên tâm. Mẹ ơi, con đói rồi, mẹ dọn cơm cho con ăn đi. Mẹ làm sao thế này? Người con vô cảm, đến lúc này mới rơi nổi một giọt nước mắt. Tấm vé đi tuổi thơ. Alo, mẹ à? Tùng hả con? Con đang làm việc hả? Trưa nay về sớm ăn cơm với cả nhà con nhé. Bà nội vừa từ quê ra mong gặp con lắm đó. Con còn bao nhiêu việc, đâu thể bỏ dở được mẹ.
Mẹ cứ nấu thật nhiều món ngon mời bà, tối con về cùng gặp bà sau cũng được, có gì đâu mà vội. Nhưng bà mong con lắm đấy. Thôi mà mẹ, tối con về mà, thấy mẹ nhé, con phải làm việc nốt đây. Trưa nay mọi người đi ăn liên hoan chúc mừng chị em phụ nữ ngày 8 tháng 3, cậu đi chứ? Thôi chết, mình còn đang viết dở phần mềm chương trình mới, mà cuối giờ chiều nay phải nộp cho sếp rồi, mọi người cứ đi đi. Biết mà, có mấy khi cậu ấy đi chơi đâu, suốt ngày cắm mặt vào công việc thế, thì có mà hết cả cuộc đời trong chớp mắt. Đã trưa rồi, Thảo nào thấy đói quá. Thôi, đành phải đi ra ngoài ăn tạm cái gì đó, rồi vào làm tiếp vậy. Đã muộn rồi mà còn đông khách thế. Lớn rồi biết bao nhiêu việc phải lo, là trẻ con thật sướng, vô lo vô nghĩ. Giờ ước gì có một tấm vé trở về tuổi thơ, để tránh những mệt mỏi hiện tại, thì tuyệt vời biết bao. Cô là ai? Ta là thần chế ngự thời gian, đừng ngạc nhiên, chẳng phải ngươi vừa nhắc đến ta sao? Thần chế ngự thời gian ư? Tôi đâu có nhắc đến cô. Ngươi vừa nói lên mong ước trở về tuổi thơ đấy. Nhưng đó là một điều không thể. Không có điều gì là không thể cả. Ngươi hãy cầm lấy chiếc vé này lên toa tàu tuổi thơ mà ngươi đã lựa chọn. Đã đến ga số 1. Đã đến ga số 2. Cuối cùng cũng đã đến nơi rồi, tấm vé tuổi thơ. A ha ha, thắng rồi nhá. Tùng ơi, mày hết bi rồi nhá. Không thèm chơi nữa, lần nào cũng thua hết. Chúng mày ơi, tao có bẻ câu này, chơi trò kéo xe đi. Phú ơi, mày to nhất hội, kéo tao trước đi, sau tí nữa tao cùng mấy đứa kéo lại mày. Được rồi, tí phải kéo lại tao đấy. Tao đến đây. Thằng cu Tùng này, mẹ đã dặn thế nào rồi hả? Mẹ đi chợ trưa, phải ở nhà ngủ. Thế mà lại dám rủ bạn đến chơi cả trưa dưới nắng thế này. Trẻ con đứa nào chẳng thế. Cho nó chơi với bạn, với bè, tuổi thơ mà con. Hôm nay có phiên chợ quê, bà mua bánh rán mà con thích ăn nhất, với cả mấy hòn bi cho con chơi. Nhưng mà con phải ngoan và cố gắng chăm chỉ học hành, nghe chưa? Bà ơi, con yêu bà nhất. Thật là tuyệt diệu, đẹp quá bà ơi. Bà ơi, sau này cháu sẽ nuôi bà, sẽ đưa bà đi chơi trên thành phố nhộn nhịp và mua bánh cho bà nhé. Bố anh, cứ ăn ngoan học ngoan là được. Bà ơi, là một giấc mơ ư? Mẹ ơi, bây giờ con về luôn mẹ nhé. Con sẽ về ăn cơm và đưa bà đi chơi. Thật hả con? Con cứ về đi, nhiều món lắm, bà cũng đang mong ngóng con nè. Thư của bố. Hôm nay bố tăng ca về muộn, mưa to quá, không biết bố có mang áo mưa không? Mưa to thế này, mai có khi đỡ phải ra sân kiểm tra thể dục. Ông trời đã sinh ra trung, sao còn sinh ra cái môn thể dục tai ác? Vì nó mà mình chẳng bao giờ hy vọng giành được học bổng nữa. Toàn lẹt đẹt 5-6 điểm. Chao ôi cái môn thể dục. Con trai bố lại oán trách môn thể dục đấy hả? Bố về rồi hả bố? May quá, bố mang áo mưa không thì ướt hết. Con đang bảo, mưa to thế này, mai sân thể dục ướt. Đỡ phải kiểm tra bố ơi. Ừ, đang mùa mưa mà. Mưa dầm về cả tối, đường lầy bẩn lắm con à. Ráng mà tập thể dục cho khỏe người chứ con. Trông con như cây sào ấy. Con chịu thôi, bố đừng trách con vì môn thể dục mà trượt học sinh giỏi bố nhé. Ai mà chả có điểm yếu con. Con học chắc là được, không cần quan trọng quá thành tích con à. Bố là nhất đấy. À, bố ơi bố có thư đấy. Chiều nay bác bưu tá ghé qua gửi. Thế à,
ai gửi thư cho bố được nhỉ? Con cũng không rõ nữa, không thấy ghi địa chỉ người gửi ngoài bì. Bố vào mở ra đi ạ. À. Ồ, thì ra thư mời họp lớp con à. Nhanh thật, đã gần 30 năm từ ngày bố ra trường rồi. Đâu ạ? À? Cho con xem với bố. Đúng là họp lớp cấp 3 bố ơi. Thời của bố hết lớp 10 là hết cấp 3 bố nhỉ? Ừ, đúng rồi đó con. Bố nhất định phải đi mới được. Hôm đó chắc vui đấy ạ. À? Đã lâu thế rồi, lớp bố mới họp mặt. Đi chứ con. Con xem là hôm nào nhỉ? 29 tháng này bố ơi. Vậy là cũng gần một tháng nữa. Tổ chức ở khách sạn Bình Minh bố ạ. À? Khách sạn Bình Minh à con? Dạ, đó là khách sạn 5 sao sang trọng nhất thành phố đấy bố. Tổ chức ở khách sạn sang thế cơ à? Ăn mặc tền toàn như bố, khéo người ta chẳng cho vào mất nhỉ? Vậy bố có đi không ạ? À? Ừ, để xem con à. Trời tạnh ráo thế này, không tránh được môn thể dục rồi, ghét thế chứ. Tội nghiệp bố quá, đã lâu lắm bố không mua bộ quần áo nào mới. Bố lại phải tăng ca đêm để kiếm thêm tiền nộp học phí cho mình. Hầu như bố đi suốt, chẳng được nghỉ ngơi chút nào cả. Thảo nào mà bố lại ngại đến khách sạn đó họp lớp. Cố lên nào Trung Kiều, mới được 2 vòng sân mà. Lần này tớ nhất định cố. Trung nó đi đâu mà sớm thế nhỉ? Tuyết, được 10 vòng rồi. Mấy tuần sau đó, hôm nào Trung cũng dậy từ sáng sớm luyện chạy. Cuối cùng, cậu đã vượt qua môn chạy bền với 8 điểm tròn. Kỳ này lớp ta có một thành viên mới đoạt học bổng với điểm số rất ấn tượng. Đó là bạn Nguyễn Kiên Trung. Tuần sau họp phụ huynh, cô sẽ công bố bảng điểm cụ thể cho các em. Còn cuối giờ, hai bạn lớp mình đạt học bổng lên phòng giáo vụ để nhận các em nhé. Trung Kiều, Trung Kiều. Lần này Trung không bị môn thể dục đánh gục nữa rồi. Không ngờ được, từ cấp 2 nó học thể dục đã lẹt đẹt toàn 6 phẩy. Lần này hẳn 7.2 đấy nhé. May quá, hôm nay vừa đúng ngày 28. Tối thế này rồi, sao thằng Trung còn chưa về nhỉ? Không biết có chuyện gì với thằng bé không? Cái thằng bé này, đi đâu giờ mới về? Áo mưa thì không mặc, ướt như chuột lột thế kia. Con không có sao đâu bố ơi. Bố, ngày mai bố mặc nó đi họp lớp bố nhé. Con mua bằng tiền học bổng kỳ này đấy bố. Lần này môn thể dục không đánh gục được con. Con mua từ lúc chiều cơ. Nhưng mà về nhà con đo với quần áo của bố thấy có vẻ chật, nên con chạy đi đổi cỡ rộng hơn. Về lại gặp mưa, mai bố phải mặc rồi, nên con không thể để nó bị ướt ạ. Cảm ơn con. Bố nhất định sẽ mặc rất đẹp. Có con, bố sẽ tự tin đi đến tất cả mọi nơi, dù bố có chân lấm tay bùn đi nữa, phải không con? Vâng ạ, bố của con là tuyệt nhất. Sao băng. Qua đây một chút đi, xem em muốn có đẹp không. Lắm chuyện quá, anh đang bận. Em định tham gia cuộc thi múa sắp tới của Cung Văn hóa Thiếu Nhi. Hai thấy sao? Em thi múa ấy hả? Định diễn màn thiên nga gãy cánh hả? Em nói thật, hai không được chọc em. Anh đâu có chọc em đâu. Anh thấy em hợp với điệu thiên nga gãy cánh thật mà. Hai, bữa sau về nhà ngoại, em sẽ mét bạc không cho anh hai hái táo, chỉ mình em được hái thôi. Thấy, anh có chân, anh thích thì ra hái thôi, chả ai cấm. Ê, Belly, nhìn anh biểu diễn màn lượn xe ấn tượng nè. Cái phanh, sao không phanh được? Ly, Ly, em có sao không Ly?
Tôi đã băng bó cố định lại đoạn xương rồi. Nhớ dặn cháu không được cử động kéo nó lại trật ra. Cần gì thì gọi người phục vụ. Tôi nhớ rồi ạ, cảm ơn bác. Cháu bé bị té thế này sẽ đau lắm. Nếu đau quá thì chỉ cho cháu uống thuốc giảm đau nhé. Hai, xin lỗi em. Tại hai làm em ra nông nổi này. Tao ghét mày. Mày là thằng anh tôi. Mẹ đi chợ, con ở nhà nhớ chăm em tốt. Em cần gì thì giúp em đấy, nhớ chưa? Vâng, con nhớ rồi. Anh lấy sữa cho em này, em mau uống đi. Hai cũng biết pha sữa đó hả? À, anh hai, trên TV hôm trước người ta nói có sao băng rơi tận 3 ngày cơ đấy. Là sao băng như trong truyện cổ tích mẹ kể cho em nghe đó, đẹp lắm. Thật vậy hả? Khi nào sẽ có vậy? Tối qua, đáng lẽ ra là có rồi, nhưng em chờ cả đêm mà chẳng thấy. Trời hôm qua tối mịt, lại còn nhiều mây đen, đáng sợ lắm anh hai ơi. Mà sao tự dưng lại ngóng sao băng thế? Anh hai lại không biết nữa rồi. Ngoại từng bảo em rằng, nếu ai nhìn thấy sao băng rơi rồi ước một điều ước, thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực. Vậy nên nếu thấy được sao băng, em sẽ ước khỏi chân để tham dự cuộc thi múa. Thế để tối nay 10 giờ, anh hai đợi sao băng cùng em nhé. Thật thế hả? Thật. Tối nay cũng chẳng có sao băng anh hai ơi. Nhiều mây quá, chắc gió không đủ mạnh để thổi phù hết được mây ly nhỉ. Nhìn thấy sao băng khó lắm. Em chẳng được thấy sao băng và sẽ chẳng được ước đâu. Không, nhất định sẽ có sao băng mà. Còn tối mai nữa. Ban ngày trời quang thế này mà sao tối lại lắm mây nhỉ? Tối nay mà không nhìn thấy sao băng nữa thì bé Ly sẽ buồn lắm. Này, nghe nói mấy hôm nay có sao băng rơi. Cậu có muốn thức xem để nghiên cứu thêm cho bài tập môn tự nhiên của mình không? Thôi, mình chọn đề tài tự nhiên khác đi. Chứ mấy hôm nay mây đen nhiều lắm. Mây dày đến cả mặt trăng còn mờ mờ ảo ảo. Chứ nói gì đến sao với chả băng. May ra nếu tối mà leo được lên đỉnh đồi kia, thì còn có thể quang mây mà nhìn thấy sao băng được. Anh hai, liệu lên ngọn đồi đó có thấy được sao băng thật không? Thật, anh sẽ đưa Ly đi ngắm sao băng nha. Lên đồi xa lắm, hay cõng em được không đấy? Được mà, anh khỏe lắm, cứ yên tâm đi. Hai ơi, hai có mệt không? Mình ngồi nghỉ ở bên đường một chút cũng được. Không được, anh sẽ cõng em lên để kịp ngắm sao băng. Hai, cẩn thận hai ơi. Anh thả em xuống nghỉ một chút đi, kẻo mệt mà. Đừng lo, tại viên đá vừa rồi trơn quá thôi. Hai còn khỏe lắm, em nhớ ôm cổ hai chặt vào. Chặt như ngày trước, hai làm ngựa cho em cởi ý. Ồ, đẹp quá. Hai mệt lắm phải không? Em nặng có xíu như cục bông, có xá gì đâu mà mệt. Hi, cục bông mà như em á. Ly, sao băng kìa? Sao băng, có sao băng thật rồi anh hai ơi. Mau ước đi, sao băng rơi rồi đấy. Con ước cho chân em gái con lành nhanh thật nhanh, để có thể đi thi múa. Con ước cho anh hai lúc nào cũng thật khỏe mạnh. Sao bé Ly không ước tham gia cuộc thi múa? Thì anh hai đã ước cho em rồi mà. Nhờ có anh hai mà hôm nay em mới được thấy sao băng đó. Hai là anh trai tốt nhất trần đời của Ly. À mà hai ơi, cho em ước thêm một điều nữa nhé. Ừ, em ước đi. Em ước về nhà ngoại, hai cũng sẽ cõng em vào vườn hái táo nữa. Tưởng gì chứ. Hai hứa, bé Ly muốn ăn quả gì, hai cũng cõng đi hái hết. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.